Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 882, phó bản cấp Tu La. Vốn căn cơ của vệ thân chi xà đã bất ổn, bị Tào Thành Hoa kéo đi không ít thành viên hạch tâm và rất nhiều người chơi tinh nhuệ, hiện tại nội đấu vẫn chưa bình ổn, đối mặt với nhiều chuyện phiền toái như vậy, sao nàng có thể không phiền muộn, ngay cả trang bị đến bây giờ cũng không thể đề thăng. Sau khi hai người tùy tiện hỏi thăm vài câu, Bạch Kinh Tuyết cũng biết tính cách của Thạch Phong, trước nay trực lai trực vãng không thích vòng vo, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Phệ thân chi xà chúng ta ở gần Tinh Nguyệt Vương thành phát hiện một bảo địa bí mật, nơi đó có rất nhiều ma thủy tinh, cho nên muốn mời linh vực công hội cùng khai phá bảo địa này, không biết Hắc viêm hội có cảm thấy hứng thú không? Ma thủy tinh trước khi sân thi đấu thần ma mở ra, căn bản không có giá trị gì, nhưng hiện tại quả thật là vật tư chiến lược mà các công hội lớn điên cùng tranh đoạt. Tuy các công hội lớn có một lượng lớn thành viên mỗi ngày đều có thể từ trong phó bản đoàn đội có được không ít ma thủy tinh, nhưng một phó bản đoàn đội phải cách 3 ngày mới có thể hạ tiếp, phó bản đoàn đội như vậy, so với tiêu hao mà nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Mà có thể từ nơi khác có được nhiều ma thủy tinh, không cần nghĩ cũng biết lợi ích trong đó là bao lớn. Bảo địa bí mật Thạch Phong vừa nghe vậy, lập tức nghĩ đến đầu tiên chính là Thạch Trảo Sơn Mạch. Đời trước Thạch Trảo Sơn Mạch xuất thế dẫn tới tất cả công hội của tinh nguyệt vương quốc đều tranh đoạt, xem như là mở ra đại chiến cấp vương quốc lần đầu tiên, ước chừng mấy trăm công hội lớn hỗn chiến, muốn chia các lợi ích trong đó. Trận chiến đó chính là khiến cho tất cả công hội của tinh nguyệt vương quốc đều tổn thất thảm trọng, hơn nữa vệ thân chi xà và tinh hà liên minh cũng mở ra đại chiến toàn diện, nhờ vào đó mà về sau thiên tán, quan ám chi đình, phong yên cửu tiêu quật khởi, kết hợp sức của ba công hội lớn, có thể đối kháng với hai công hội nhất lưu vệ thân chi xà và tinh hà liên minh, cuối cùng một số công hội nhị lưu tạo thành đại liên minh, cùng chia đều lợi ích của thạch trảo sơn mạch. Sau này người chơi khác muốn đi vào, cần lập khế ước, sau khi đi ra cũng phải nộp lên 30% ma thủy tinh thu hoạch được từ bên trong, ngoài ra còn phải thanh toán phí dụng nhất định mới cho phép đi vào, mà những lợi ích này sẽ chia cho các công hội lớn. Thạch trảo sơn mạch nói trắng ra thì chính là một khu vực phó bản, tự thành không gian, nhưng không phải phó bản bình thường, mà là phó bản cấp tu la. Phó bản đoàn đội bình thường, chia làm 3 độ khó, bình thường, khó, địa ngục. Nhưng phó bản khu vực lại chia làm 5 độ khó, bình thường, khó, địa ngục, tu la, thiên thần. Mà thạch trảo sơn mạch chính là phó bản khu vực cấp thứ tư, cấp bậc của phó bản là từ 30 đến 49, nói cách khác trong khu vực này, chỉ có người chơi từ cấp 30 đến cấp 49 mới có thể tiến vào, khác với phó bản đoàn đội, không hạn chế nhân số, cùng giống như bạch vụ hạp cốc, ở bên trong có không ít thứ tốt. Ở bạch vụ hạp cốc có thể kiếm được tinh hỏa khoáng thạch, để thăng xác xuất trèn thành công, ngoài ra còn có thể có được chiến hỏa nhất sáu, đáng tiếc bạch vụ hạp cốc đã bị thạch phong hủy rồi, dẫn tới đại lĩnh chủ người trong cửa của Anubis cấp 35 đi dạo quanh bạch vụ hạp cốc, khiến người chơi không thể vào được. Mà độ khó của bạch vụ hạp cốc chỉ là cấp khó, mà thạch trảo sơn mạch lại là cấp tu la, muốn sinh tồn ở bên trong là rất khó. Nhưng cái thứ ma thủy tinh này thật sự quá quan trọng, như vậy có khó tới mấy cũng phải có được tới tay, cho dù linh dực công hội cũng không ngoại lệ. Hiện tại các công hội lớn chúng ta đều đang không ngừng tranh đoạt quyền sở hữu của bảo địa bí mật, nếu linh dực công hội nguyện ý hỗ trợ, chỗ ta có thể chia cho linh dực 50% thu nhập. Bạch Kinh Tuyết đưa ra một cái giá khá là động lòng người. Chia ra 50% lợi ích, Đối với Bạch Kinh Tuyết mà nói là rất đau thịt, thạch trảo sơn mạch ở khu vực của tinh nguyệt vương quốc, Linh Dực không thể phái ra nhiều người tới thường xuyên giám thị, cho nên chuyện giám thị chủ yếu vẫn là bọn họ làm, nhưng Linh Dực công hội chiến lược phi phàm. Thạch Phong đến bây giờ rốt cuộc là mạnh tới mức nào cũng vẫn lúc là một câu đố, nếu hai công hội lớn liên thủ, khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút, về phần liên thủ với công hội khác, căn bản là không thể. Được, có điều ta có một điều kiện. Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút, linh vực chủ yếu ở Bạch Hà Thành, cho dù công hội có sức tranh, phải chiếu cố tinh nguyệt vương thành ở xa như vậy, chiến lực phát huy ra là có hạn, hơn nữa một công hội mà muốn ăn cả thạch trảo sơn mạch thì là không thực tế. Nói đi. Bạch Kinh Tuyết lường Thạch Phong, điều kiện của nàng ta đã vô cùng dày rồi, nhưng Thạch Phong không ngờ vẫn có điều kiện. Cũng không tính là là điều kiện, chỉ muốn vệ thân chi xà giúp ta có được một số tài liệu, ta dùng giá cao hơn hai thành để mua. Thạch Phong cười cười. Tài liệu kiến tạo trùng thú và ma pháp truyền tống trận trong tay hắn quá ít, chỉ dựa vào linh vực công hội đi kiếm, sợ rằng cần thời gian khá dài, nhưng từ chỗ bạch kinh tuyết để kiếm, sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi vì rất nhiều tài liệu đều chỉ có công hội lớn mới có thể kiếm được, người chơi tự do căn bản là không kiếm được, nhưng đi mua. Người khác căn bản sẽ không bán, trừ khi quen biết thì còn được. Nói cho ta biết tài liệu đi. Bạch Kinh Tuyết vừa nghe vậy liền thở vào, còn tưởng rằng Thạch Phong sẽ dở ra công phu sư tử ngoạm, ít nhiều cũng coi như có chút nhân tính. Giờ ta chia sẻ cho ngươi. Thạch Phong chia sẻ tài liệu kiến tạo trùng thú và ma pháp truyền tống trận cho Bạch Kinh Tuyết. Ngươi đúng là dám đòi, trong những tài liệu này có không ít đều là tài liệu hiếm có trong phó bản đoàn đội cỡ lớn mới rơi ra, công hội chúng ta cũng có thể kiếm được một số, có điều đề cao hai thành là quá ít, phải năm thành mới được. Bạch Kinh Tuyết nhìn danh sách Thạch Phong đưa ra, trong mắt đẹp lấp lánh vẻ kinh ngạc, tài liệu bên trên đây đừng nói là vệ thân chi xà không gom được, cho dù cộng cả tinh hà liên minh lại cũng không thể, phải thông qua một số công hội nhất lưu khác mới có khả năng kiếm được toàn bộ, chỉ là phí tổn phí dụng cao tới hơn 2.000 kim tệ. Được, chỉ cần mau chóng kiếm được là được. Thạch Phong cũng không bận tâm tới chút tiền này, chỉ cần có được tới tay, kiếm lại tiền còn không phải là chuyện trong phút chốc à. Nghe thấy ngữ khí không hề bận tâm của Thạch Phong, trong lòng Bạch Kinh Tuyết hơi giật mình. Đề thăng năm thành, đó chính là hơn 3.000 kim tệ, điều này đối với công hội nhất lưu như bọn họ mà nói cũng là số lượng cực lớn, nhưng Thạch Phong lại không coi ra gì. Sau khi hai bên lập xong khế ước, Thạch Phong cũng lập tức liên hệ với bọn thủy sắc sắc vi bắt đầu triệu tập nhân thủ. Chuyện Thạch Trảo Sơn Mạch, chỉ có thể không thể muộn, càng chiếm được địa hình chiếm sớm, đến lúc đó khi khai chiến ưu thế cũng sẽ càng lớn hơn đọ sức ở tháp thí luyện, tuy linh dực công hội giành chiến thắng. Có điều trong lòng mọi người đều biết rất rõ. Tất cả đều là dựa vào hiệu quả của bách quả gia nhưỡng, bằng không căn bản không thể có thành tích kinh người như vậy. Sau khi trải qua lần khiêu chiến này, tất cả mọi người phát hiện ra không ít vấn đề của mình, khiến chiến lực ít nhiều cũng có chút đề thăng. Đúng là đáng tiếc, nếu có thể thể hội loại cảm giác đó một lần nữa, nói không chừng có thể ổn định ở độ hoàn thành kỹ năng 87%, vượt qua nơi này rồi. Hỏa vũ sau khi hiệu quả của bách quả giai nhưỡng đã hết, lại khiêu chiến đoạn sau của tầng thứ 6 một lần nữa, lần này xem như ổn định vượt qua, chân chính bước vào trình độ tầng thứ 7, chỉ là căn bản không phải là đối thủ của đoạn đầu tầng thứ 7. Có điều lần này hiệu quả của bách quả giai nhưỡng cũng khiến ta bước đầu sử dụng được hư vô chi bộ, chắc hội trưởng cũng sẽ giật mình tới nhảy cẩn. Hư vô chi bộ là bộ pháp cao cấp, cũng là tuyệt kỹ sở trường của Thạch Phong cho dù chỉ bước đầu có thể dùng được một chút, cũng là vô cùng khó. Nếu Thạch Phong biết lúc này Hỏa Vũ đã biết sử dụng hư vô chi bộ, chắc sẽ giật mình, Thạch Phong không biết đã học tập bao nhiêu năm, nhưng Hỏa Vũ lại nắm giữ được trong thời gian ngắn như vậy, tuy trong đây không tránh được sự chỉ dạy của Thạch Phong, nhưng thời gian ngắn như vậy đã có thể nắm giữ, tuyệt đối là thiên tài. Ừm, hiện tại phải về nơi đóng quân tập hợp à. Hỏa Vũ nhìn thấy tin tức thủy sắc sắc phi gửi đến, liền ấn nút truyền tống, rời khỏi tháp thí luyện. Trong đại sảnh hội nghị ở nơi đóng quân của linh dực công hội, Thạch Phong trực tiếp từ trong ba lô lấy ra tất cả bảo thạch bậc ba đã hợp thành. Các ngươi thay những bảo thạch bậc ba này đi. Lúc trước Thạch Phong đã đổi một thân bảo thạch bậc hai của mình thành lực lượng bậc ba, thuộc tính lực lượng lại mạnh hơn một bậc, lập tức có thêm hơn 100 điểm lực lượng. Lúc này cho dù không mở ra long chi lực, lực lượng cũng cao hơn quái đầu lĩnh cùng cấp bậc cho dù đối kháng với quái vật lĩnh chủ cùng cấp bậc cũng không đến nỗi bị dễ dàng đánh lui. Nếu toàn viên của đoàn chủ lực đều đổi thành một thân bảo thạch bậc 3, tuy không mạnh bằng hắn, nhưng so với tinh anh đặc thù cùng cấp bậc thì cũng không cách biệt lắm, một số người có thể còn vượt qua rất nhiều, như bọn hỏa vũ đều mặc sáu trang bậc 1, không phải là trang bị khác có thể so sánh. Thuộc tính của người chơi bình thường yếu hơn quái vật bình thường cùng cấp bậc, nếu mặc một thân trang bị thanh đồng, mới mạnh hơn một chút mà ưu thế duy nhất của quái vật chính là điểm sinh mệnh nhiều, cho nên mặc một thân trang bị thanh đồng, rất dễ đối phó một con quái vật bình thường. Nếu đổi thành một thân trang bị cấp bí ngân, thuộc tính mới tương đương với trình độ quái tinh anh cùng cấp. Một thân trang bị cấp ám kim, thuộc tính mới là là trình độ tinh anh đặc thù cùng cấp. Thành viên đoàn chủ lực của linh vực công hội, tuy không có một thân trang bị ám kim cấp 30, có điều cấp tinh kim thì lại không ít, cũng có ma năng hộ giáp phiến trung cấp lúc này khảm thêm một thân bảo thạch bậc 3, cũng có thể so với thuộc tính trang bị ám kim cấp 30 rồi. Thành viên đoàn chủ lực nhìn thấy bảo thạch bậc 3 đầy bàn, đều không thể tin được vào hai mắt của mình, ai nấy kinh ngạc tới không khép miệng lại được. Thủy sắc sắc vi cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ bảo thạch bậc 3 là quý giá cỡ nào, hơn nữa trước mắt chưa có con đường để kiếm được bảo thạch bậc 3, chỉ có thể dựa vào luyện kim hợp thành, nhưng hợp thành một viên bảo thạch bậc 3 đó chính là phải mất 20 kim tệ, một bàn bảo thạch bậc ba này, số lượng vượt quá một ngàn. Nói cách khác một bàn bảo thạch này có giá hai vạn kim tệ trở lên, cho dù của toàn bộ lợi nhuận của chút hỏa thương hành trong đoạn thời gian này lại cũng không đủ. Thời gian không còn nhiều, trước tiên thay vào đi. Thạch Phong đã từ chỗ Bạch khinh Tuyết biết được một số tình huống của Thạch Trảo Sơn Mạch, nhìn thì hiện tại rất bình tĩnh, đều ở trong Thạch Trảo Sơn Mạch điên cuồng giết quái quét ma thủy tinh, nhưng thành viên công hội hội tụ ở cửa truyền tống của thạch trảo sơn mạch đã càng lúc càng nhiều ai nấy đều đang điều binh khiển tướng thậm chí thạch lâm tiểu trấn ở gần thạch trảo sơn mạch hiện tại đã kín người hết chỗ những người này đều là ban thủ mà các công hội lớn của tinh nguyệt vương quốc triệu tập tới tất cả mọi người đều muốn chiếm thạch lâm tiểu trấn trấn nhỏ có thể truyền tống ở gần thạch trảo sơn mạch nhất cũng cách hơn 10 tiếng lộ trình mà thạch lâm tiểu trấn cách đó không xa lại chỉ có một giờ lộ trình là bảo địa tuyệt đối Người chơi bất kể là sửa chữa trang bị hay là mua tiêu hao phẩm, Thạch Lâm tiểu trấn đều là lựa chọn tốt nhất. Bằng không qua lại chính là một ngày. Mà Thạch Lâm tiểu trấn không phải trấn nhỏ do vương quốc nắm giữ, mà là do thế lực hắc ám nắm giữ, người chơi có thể công chiếm, chỉ cần bị công hội nắm giữ, có thể lập tức thuê rất nhiều quân đoàn NPC, tiến hành bảo hộ 15 ngày, đến lúc đó cho dù tất cả công hội liên thủ lại, cũng không thể làm gì Thạch Lâm tiểu trấn đã bị công hội chiếm lĩnh chỉ cần sau khi công hội chiếm lĩnh thạch lâm tiểu trấn còn có một ưu thế đặc biệt đó chính là lựa chọn địa điểm phục sinh sau khi người chơi chết bình thường là trực tiếp trở lại thành thị của mình mới phục sinh đương nhiên cũng có thể lựa chọn phục sinh ở địa điểm gần đó mà điểm phục sinh gần nhất ngoài thạch trảo sơn mạch chính là thạch lâm tiểu trấn nhưng có một tiền đề chính là phải chiếm trấn nhỏ đó mới được hơn nữa phải là thành viên của công hội đó nếu được công hội chiếm lĩnh cho phép cũng có thể phục sinh ở đó điều này về sau cũng tạo nên ưu thế rất lớn cho công chiếm thạch trảo sơn mạch đã biết thạch trảo sơn mạch mở ra thạch phong tất nhiên không thể chờ đợi nữa phải mau chóng chiếm địa hình có lợi bằng không sau này sẽ càng phiền cho nên thạch phong định dùng tư thái mạnh nhất để công chiếm thạch lâm tiểu trấn đây cũng là ý tưởng nhất trí của các công hội lớn chỉ chốc lát sau thành viên đoàn chủ lực đều đổi thành bảo thạch bậc ba thuộc tính đều đề thăng một mảng lớn sau đó thạch phong dẫn theo thành viên đoàn chủ lực và hắc thần quân đoàn rầm rộ tới đại sảnh truyền tống qua wow, đây là linh dực công hội muốn làm gì vậy khí thế này đúng là quá mạnh ta không ngờ có chút hít thở khó khăn chẳng lẽ linh dực công hội muốn khai chiến người chơi trên đường nhìn thấy khí thế đáng sợ của người linh dực không khỏi bắt đầu liên tưởng hơn 400 người cấp bậc trang bị đều là cao nhất hiện tại bất kể đặt tới đâu đều là một cỗ lực lượng kinh người có thể dễ dàng hủy diệt một công hội lớn, huống chi trong những người này còn có hơn 100 người là cao thủ đã thông qua tầng thứ tư của tháp thí luyện, nếu ở chiến đấu giả ngoại. Đối phó mấy ngàn người chơi tinh anh căn bản chính là chuyện vặt, mà một công hội lớn cũng chỉ có mấy ngàn người chơi tinh anh. Lập tức các công hội lớn của Bạch Hà Thành đều trở nên thẩn trương. Hơn 400 người này nhìn thì rất ít, nhưng lực lượng sở hữu lại không phải là trò đùa, muốn tới giả ngoại tiêu diệt đoàn công hội nào thì căn bản chính là chuyện vặt chẳng lẽ hắc viêm này muốn động thủ với chúng ta sau khi phong hiên dương nhận được tin tức lập tức cả người chấn động thiếu chút nữa thì nhảy cẩn lên sao có thể như vậy được gần đây chúng ta có trêu chọc gì linh dực đâu còn chủ động nhường ra một số khu tài nguyên cao chắc không phải là muốn đối phó chúng ta đâu chẳng lẽ là thằng ngu nào đó lại trêu chọc hắc viêm lúc này cao tầng của các công hội lớn ở bạch hà thành đều cảm thấy bất an lập tức thông báo cho người của công hội mình hiện tại lập tức rút lui khỏi giả khu, toàn bộ về Bạch Hà Thành hoặc là trấn nhỏ gần nhất. Tinh Nguyệt Vương Thành, Thạch Lâm Tiểu Trấn Từ khi Thạch Trảo Sơn Mạch bị phát hiện, cao tầng của các công hội lớn đã ý thức được tác dụng to lớn của Thạch Lâm Tiểu Trấn. Công hội lớn trong cả Tinh Nguyệt Vương Thành đều điên cùng triệu tập nhân thủ tới Thạch Lâm Tiểu Trấn. Công hội lớn của một số thành thị khác nhận được tin tức cũng nhau nhau hành động, có điều phí truyền tống thành thị luôn là một vấn đề, cho nên không thể phái ra quá nhiều thành viên công hội tới đây, nhưng người được phái ra toàn là tinh nhuệ của công hội, chiến lực cũng không tầm thường. Sau khi một bộ phận công hội tới đây, đều phái ra thành viên chủ lực cấp 30 tiếng vào thạch trảo sơn mạch đi quét ma thủy tinh, để lại tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ đóng ở ngoài thạch lâm tiểu trấn không xa, quan sát động tĩnh. Lúc này toàn bộ thạch lâm tiểu trấn bị vây kín 3 tầng trong 3 tầng ngoài, số lượng người chơi vượt quá 30, cảnh tượng hoành tráng khiến người chơi hắc ám sinh hoạt ở Thạch Lâm Tiểu Trấn đều sợ hãi. Hơn 30 vạn người chơi này đều không phải là người chơi bình thường, mà là tinh anh của các công hội lớn, thực lực hơn xa 300 vạn người chơi bình thường. Nếu một phát cù vào Thạch Lâm Tiểu Trấn, tuy Thạch Lâm Tiểu Trấn có rất nhiều NPC thế lực hắc ám cấp 55 đóng giữ, chỉ sợ cũng không ngăn cản được sự mảnh công của nhiều người chơi tinh anh như vậy. Điều duy nhất đáng để ăn mừng là những người này đều đến từ các công hội, không phải đoàn kết một lòng, đều có ý đồ của mình. Vốn tưởng rằng đây là thời cơ tốt để hắc ám công hội chúng ta âm thầm cuộc khởi, không ngờ vẫn bị công hội của tinh nguyệt vương thành biết tới thạch trảo sơn mạch, lần này chúng ta ngay cả nơi thăng cấp cũng không có rồi. Lo lắng làm gì, đừng quên thạch lâm tiểu trấn chúng ta có tam đại thủ lĩnh trấn thủ, lại thêm công hội ở bên ngoài không đồng lòng, sao có thể thật sự đánh tới đây, trừ khi có công hội nào không muốn sống nữa, dành tiện nghi cho công hội khác. Nói là nói như vậy, nhưng vệ thân chi xà và tinh hà liên minh của tinh Nguyệt Vương Thành đều điều ra hết tinh nhuệ. Trong hơn 30 vạn người chơi tinh anh này, có một phần ba đều là thành viên tinh anh của hai công hội lớn, cho dù không phải là 30 vạn người chơi tinh anh giết vào. Chỉ dựa vào hai công hội lớn nói không chừng cũng có khả năng công chiếm trấn nhỏ. Người chơi hồng danh của Thạch Lâm Tiểu Trấn đều nhao nhao nghị luận về chuyện này, không biết tiếp theo nên làm gì. Vốn đang sống tốt, rảnh rỗi thì kích sát một số người chơi kiếm chút đỉnh tiền, hoặc là làm một số nhiệm vụ cao cấp, cuộc sống rất thảnh thơi, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Trên một gò đất cao cách Thạch Lâm tiểu trấn không xa, một số người cấp bậc cao tới 30, đều mặc một thân trở lên phẩm chất tinh kim cấp 30 trở lên lẳng lặng nhìn Thạch Lâm tiểu trấn phía dưới, mà sau lưng những người này không xa còn có khoảng hơn 7 vạn người chơi trải khắp núi đồi, đều đang đều, ngay ngắn trật tự. Cấp bậc của những người chơi này thấp nhất cũng là 27 trở lên, phổ biến đều là 28, so với cấp bậc chủ lưu hiện tại thì cao hơn 23 cấp. Mà những người này chính là tinh hà liên minh do tinh hà vãn tích dẫn dắt, cũng là công hội có số lượng người chơi lần này đến Thạch Lâm Tiểu Trấn nhiều nhất. Đại quân 7 vạn tinh Anh, đây là chỗ cường đại của công hội nhất lưu, không phải là những công hội nhị lưu đó có thể so sánh, bình thường công hội nhị lưu phát triển đến bây giờ cũng chỉ có hơn 10 vạn người, Lợi hại hơn một chút có thể đạt tới 20-30 vạn người, trong đó người chơi tinh anh có thể lấy ra tối đa là 3-4 vạn người. Đó còn là tính cả phân bổ đến các thành thị lớn, một lần có thể gom được hơn 2 vạn người cũng là rất giỏi rồi. Nhưng vừa so với một công hội nhất lưu tinh Hà Liên Minh, căn bản không tính là gì? Hội trưởng, ta đã điều tra cẩn thận về Thạch Lâm Tiểu Trấn rồi, số lượng NPC bên trong Đại Khái có khoảng hơn 1.000 tuyệt đại bộ phận đều là vệ binh tinh anh cấp 55, số lượng NPC bậc 1 không vượt quá trăm người, cấp bậc đều là 60, NPC bậc 2 khoảng hơn 30 người, cấp bậc cũng đều là cấp 60, nếu đánh nhau. Chắc số lượng có thể gia tăng không ít, có điều khó xử lý nhất vẫn là tam đại thủ lĩnh của Thạch Lâm Tiểu Trấn. Liễu Thiên Thiên mặc bị giáp màu lam, dáng người mạng dịu nhẹ giọng báo cáo. Tam đại thủ lĩnh đó lợi hại lắm à? Tinh Hà vãn tích hỏi. Theo tư liệu có được từ trong các người chơi hồng danh, tuy tam đại thủ lĩnh này chỉ là NPC bậc 2, nhưng trí năng vô cùng cao, chiến lực chân chính lợi hại hơn NPC bậc 2 bình thường rất nhiều, nhất là đại thủ lĩnh Seria là một vị pháp sư bậc 2, nghe nói biết dùng ma pháp hủy diệt cỡ lớn. Liễu Thiên Thiên nói tới ma pháp hủy diệt cỡ lớn, tất cả mọi người đều cao mày. Ma pháp hủy diệt cỡ lớn căn bản chính là khắc tinh của chiến thuật biển người, hơn nữa NPC trí năng cao căn bản chính là lợi hại hơn xa người chơi bình thường, dựa theo thiết lập của thần vực, chiến lực có thể phát huy ra từ 50% trở lên, cũng chính là cấp bậc cao thủ. Để một người chơi cao thủ nắm giữ thuộc tính của NPC bậc 2 cấp 60, trong tay lại có ma pháp hủy diệt cỡ lớn, điều này đối với người chơi thần vực hiện tại mà nói căn bản chính là tai nạn. Cho dù cuối cùng giành được chiến thắng, cũng là thắng thảm. Đúng rồi, hội trưởng Ta còn nhận được tin tức, linh vực công hội của Bạch Hà Thành cũng phái người tới đây. Xem ra bọn họ cũng có ý đồ với bên này. Liễu Thiên Thiên lại nói, linh vực công hội. Tinh Hà Vãn Tích cười cười nói, nơi này chính là sân nhà của Tinh Hà Liên Minh chúng ta. Muốn chia một chén canh, vẫn phải xem bọn họ có thực lực này không. Linh vực công hội là rất lợi hại, nhưng đó là ở Bạch Hà Thành, nơi này là Tinh Nguyệt Vương Thành linh dực công hội có thể phái tới bao nhiêu người hơn nữa trong bản đồ giả ngoại hộ vệ trong thành thì căn bản không thể mang theo chỉ có hộ vệ trực thuộc mới được nhưng nếu hộ vệ trực thuộc chết muốn phục sinh là không dễ dàng không thể tùy tiện phái ra hơn nữa cho dù phái ra mà đối mặt với nhiều người chơi tinh anh như vậy căn bản cũng không làm được gì mặc kệ bọn họ thạch lâm tiểu trấn trong khoảng thời gian ngắn là không thể công chiếm đoàn chủ lực trước hết toàn lực quét ma thủy tinh đi có điều chúng ta cũng không thể để người của vệ thân chi xà thoải mái, có cơ hội thì giết bọn họ, dẫu sao quyền sở hữu của thạch trảo sơn mạch vẫn ở trong tay hai công hội lớn chúng ta. Tinh Hà vãn tích lạnh lùng cười. Đáng tiếc Tào Thành Hoa lấy đi rất nhiều cao thủ và người chơi tinh anh của vệ thân chi xà, thạch trảo sơn mạch nhất định sẽ thuộc về tinh hà liên minh chúng ta. Hiện giờ trong tinh Nguyệt Vương Thành, bất kể là số lượng cao thủ hay là số lượng tinh anh của công hội, đều là tinh hà liên minh dẫn đầu, vệ thân chi xà chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, về phần công hội khác căn bản không đáng nhắc tới. Lúc này rất nhiều công hội đã điều tra xong Thạch Lâm Tiểu Trấn đều nhao nhao từ bỏ công chiếm Thạch Lâm Tiểu Trấn, đặt tâm lực vào ma thủy tinh trong thạch trảo sơn mạch, ngoài ra chính là cấp tốc thăng cấp, bởi vì người chơi tinh anh trước mắt cách cấp 30 còn có một đoạn cự ly, không thể tiến vào thạch trảo sơn mạch. Mà ở nơi đóng quân của vệ thân chi xà, Thạch Phong cũng dẫn theo người vừa đến đây, dẫn tới sự chú ý của mọi người. Bởi vì bọn Thạch Phong là quá chói mắt, thành viên đoàn chủ lực đều là người chơi cấp 30, mà cấp bậc của Hắc Thần Quân đoàn cũng ở cấp 30, trang bị kém nhất cũng là cấp tinh kim, so sánh trang bị, khí thế trên người phát ra mới thực sự khiến người ta cảm thấy giật mình, giống như một đám mảnh thú hồng hoang. Cho dù ở xa xa nhìn tới cũng khiến người ta không khỏi muốn run rẩy. Đây là linh vực công hội sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, Linh dực công hội này quá lợi hại, cho dù vệ thân chi xà chúng ta cũng không có được nhiều trang bị cực phẩm như vậy. Thành viên của vệ thân chi xà không khỏi thầm nghị luận về người của linh dực. Mà khi Bạch Kinh Tuyết đi ra nên đón đám người thạch phong, cũng không khỏi sửng sốt. Sao linh dực công hội lại có nhiều cao thủ như vậy? Bạch Kinh Tuyết có thể cảm thấy rõ ràng trong 400 người mà Thạch Phong mang đến, có rất nhiều người đều tạo cho nàng áp lực không nhỏ, trong đó còn có hơn 10 người khiến nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng tuy nàng bận biểu với sự vụ công hội, nhưng thực lực đề thăng lại không hạ xuống, phóng mắt khắp toàn bộ tinh nguyệt vương thành, người chơi có thể mang tới áp lực cho nàng là rất ít, cao thủ có thể khiến nàng cảm thấy nguy hiểm lại càng ít, toàn bộ tinh nguyệt vương thành cũng không có mấy. Nhưng trong linh vực công hội lại một phát xuất hiện hơn 10 người. Quả thực bất khả tư nghị. Thần vực mở ra đã được một đoạn thời gian khá dài. Trong đoạn thời gian này, cho dù chỉ là người chơi bình thường, độ mẫn cảm đối với nguy hiểm cũng đề thăng không ít, càng đừng nói là cao thủ. Rất nhiều lúc, cao thủ của thần vực bình phán thực lực của đối phương, không chỉ là nhìn vũ khí trang bị, phần lớn là dựa vào trình độ nguy hiểm để phán đoán thực lực của đối phương. Tay ngang xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Toàn bộ chiến lược của một cao thủ không chỉ là thể hiện trên vũ khí trang bị, còn có kỹ xảo chiến đấu ngoài ra còn có rất nhiều kỹ năng lợi hại, thứ này đều không phải có thể nhìn ra từ vũ khí trang bị, cho nên phải dựa vào trực giác. Bạch Kinh Tuyết vô cùng tin vào trực giác của mình, bởi vì cho đến hiện tại, vẫn chưa từng xuất hiện một sai lầm nào. Tựa như lúc trước gặp Thạch Phong vậy, tuy trang bị của Thạch Phong rất kém cỏi, cấp bậc rất thấp, thậm chí cảm giác mang tới cho người ta cũng rất bình thường, nhưng trực giác nói với Bạch Kinh Tuyết, Thạch Phong không tầm thường, nhưng Bạch Kinh Tuyết luôn cho rằng trực giác có sai sót, sự thật chứng minh Thạch Phong thật sự không đơn giản. Chỉ là Thạch Phong ẩn tàng quá sâu, ngay cả trực giác cũng rất khó phát hiện. Hiện giờ trực giác của Bạch Kinh Tuyết đã cảnh báo rất rõ. Đám người này rất đáng sợ, không đơn giản như bề ngoài, giống như trong cơ thể mỗi người đều ẩn tàng một con hung thú, chỉ là hiện tại vẫn chưa bại lộ bản tính mà thôi. Linh Dực công hội đúng là càng lúc càng không nhìn thấu. Bạch Kinh Tuyết nhìn mọi người của Linh Dực, trong lòng cười khổ công hội trước kia vốn rất nhỏ yếu, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã trưởng thành thành đại thụ che trời, cho dù vệ thân chi xà bọn họ cũng phải vô cùng coi trọng. May mà từ trước đã thành đồng minh, bằng không thực sự sẽ là một kẻ địch đáng sợ. Chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Bạch Kinh Tuyết chỉ về phía một tòa đại trướng cách đó không xa. Thạch Phong gật đầu, dẫn theo thủy sắc sắc vi và hỏa vũ đi vào trong đại trướng. Thần vực tiền kỳ, giả ngoại giết quái, Vị trí địa lý đều rất gần, có điều theo cấp bậc đề thăng, thời gian đi đường cũng sẽ càng lúc càng dài, tới giả ngoại thăng cấp, mấy ngày không về thành là rất bình thường, mà bình thường người chơi muốn nghỉ ngơi chính là dựa vào những lều trại giả ngoại này. Điểm sinh mệnh và ma pháp có thể dựa vào ăn uống trị liệu để khôi phục, nhưng khôi phục tinh thần lực và thể lực, những thứ này lại không làm được, bình thường đều phải trở về thành nghỉ ngơi khôi phục, nhưng nếu có lều trại giả ngoại, có thể không cần trở về thành khôi phục tuy tốc độ khôi phục không bằng trở về thành, nhưng cũng là rất tốt rồi. Chỉ là người chơi bình thường hiện tại không dùng được, một lều trại giả ngoại bình thường dùng, trong cửa hàng NPC bán 10 kim tệ, càng đừng nói là lều trại đoàn đội 20 người, còn có lều trại 50 người và lều trại trăm người cao cấp hơn. Chỉ là lều trại trăm người có tiền cũng không mua được, cần phải đạt tới uy tín nhất định. Mà đại trướng trước mắt chính là lều trại trăm người, giá bán 200 kim tệ, nếu uy tín đủ cao, cũng có thể được giảm giá, nhưng cũng phải hơn 150 kim tệ. Tiến vào trong lều trại, không gian bên trong, giống như là tiến vào đại sảnh hội nghị của công hội trú địa. Lúc này trong lều trại có hơn 10 người đang ngồi, mỗi người đều là cao tầng của phệ thân chi xà, cấp bậc đều là cấp 30, một thân trang bị đều là đỉnh cấp hiện tại, mà trong những người này, triệu nguyệt như mặt pháp bào màu đỏ, sang đẹp quý phái minh diễm động lòng người, trên tay cầm một cây pháp trượng hồng ngọc, Bên trên điêu khắc rất nhiều thần văn, lộ ra hồng mang, nhìn là biết không phải phàm phẩm, mà xung quanh triệu nguyệt như lờ mờ có hỏa quang vờn quanh, giống như hỏa diễm nữ thần. Viêm Linh Sư Thạch Phong nhìn triệu nguyệt như có biến hóa cực lớn, trong lòng thầm kinh ngạc. Viêm Linh Sư là nghề nghiệp ẩn tàng, cấp bậc truyền thừa giống như tinh thuật sư, thuộc về truyền thừa cao cấp cũng giống như tên, là nghề nghiệp môn khống chế hỏa diễm, nghề nghiệp này không cân bằng như nguyên tố sư, chỉ chuyên chú ở tấn công, hủy diệt tất cả, trên công kích tuyệt đối hơn xa tinh thuật sư, là nghề nghiệp bạo lực tuyệt đối. Đời trước Triệu Nguyệt Như chính là chuyển chế thành viêm linh sư, thanh danh mới trở nên vang dội, được người ta gọi là phi viêm ma nữ. Chỉ là Thạch Phong không ngờ Triệu Nguyệt Như nhanh như vậy đã thành viêm linh sư rồi. Viêm linh sư cho dù là là đối mặt với MT mặc một thân trang bị cực phẩm, cũng có thể làm thịt sau hai ba đòn, đối phó MT bình thường cơ hồ là một chiêu một người, thương tổn cao tới chết người, có điều cũng chính vì vậy, viêm linh sư không có năng lực sinh tồn và giữ mạng, nhưng đối với khi hạ phó bản và đoàn chiến, lại không phải là đáng sợ bình thường, quả thực chính là một đạn đạo tuần tra chiến phủ. Sau khi nhìn lướt qua mọi người, Thạch Phong đã nắm được đại khái chiến lực cao nhất của vệ thân chi xà. Tuy vệ thân chi xà đã mất đi không ít chiến lực cao nhất, nhưng thực lực còn lại vẫn mạnh hơn công hội nhị lưu nhiều. Đây là tư liệu về Thạch Lâm Tiểu Trấn mà chúng ta có được. Bạch Kinh Tuyết lấy ra một phần tư liệu giao cho Thạch Phong, chậm rãi nói. Trước mắt Thạch Lâm Tiểu Trấn là nơi tất cả công hội đều muốn chiếm, có điều với thực lực của Thạch Lâm Tiểu Trấn, cho dù tập hợp thực lực của hai công hội chúng ta cũng có thể công chiếm được, càng đừng nói là lúc này công hội khác vẫn đang ở bên cạnh quan vọng. Ý của ta là xuống tay từ Thạch Trảo Sơn Mạch, thu thập ma thủy tinh, cộng dùng thực lực, dựa vào cao thủ của hai công hội chúng ta, chắc rất nhanh là có thể chiếm được khu tài nguyên cao trong Thạch Trảo Sơn Mạch mượn điều này để kéo giãn cự ly với công hội khác. Trước mắt không làm gì được Thạch Lâm Tiểu Trấn, biện pháp tốt nhất chính là cộng dồn thực lực, đây cũng là nguyên do vì sao Bạch Kinh Tuyết lại liên thủ với Linh Dực. Không cần phiền như vậy, chúng ta có thể nhanh chóng chiếm Thạch Lâm Tiểu Trấn, chỉ cần sau khi chiếm Thạch Lâm Tiểu Trấn rồi, đến lúc đó muốn lấy được quyền nắm giữ Thạch Trảo Sơn Mạch sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thạch Phong lắc đầu, không đồng ý với ý tưởng của Bạch Kinh Tuyết. Đời trước bởi vì như vậy, các công hội lớn mới dằn co không ngớt, khiến càng lúc càng nhiều công hội ùa vào trong Thạch Trảo Sơn Mạch, đến lúc đó ngay cả cơ hội nắm giữ cũng không có. Hiện giờ các công hội lớn đối mặt với Thạch Lâm tiểu trấn đều hữu tâm vô lực, khẳng định sẽ chuyển dời trọng tâm đến Thạch Trảo Sơn Mạch, đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để chiếm lấy Thạch Lâm tiểu trấn. Bằng không thời gian kéo dài càng lâu, công hội tới lại càng nhiều, đồng thời cao thủ cũng sẽ càng lúc càng nhiều, càng không có cơ hội Bạch Kinh Tuyết nghe thấy Thạch Phong quyết đoán như vậy, nhất thời cũng không kịp phản ứng, đây quả thực chính là hành vi chịu chết, thế là lập tức giải thích. Tư liệu về tam đại thủ lĩnh thì ngươi cũng đọc rồi, đều là NPC trí năng cao, tương đương với người chơi cao thủ đã thông qua tầng thứ tư của tháp thí luyện, ngoài ra còn nắm giữ ma pháp hủy diệt cỡ lớn, nếu đối phó Thạch Lâm tiểu trấn, công hội khác cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ, khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng, thừa cơ tiêu diệt chúng ta. Nếu không cho họ cơ hội thì sao? Khóe miệng của Thạch Phong nhếch lên một độ công tự tin. Chuyện Thạch Lâm tiểu trấn, Thạch Phong trên đường đi đã nghĩ rất nhiều. Muốn đối phó ba thủ lĩnh NTC là vô cùng khó, càng đừng nói là vòng qua công hội khác, nhưng vẫn có một loại phương pháp đơn giản hơn để có thể công chiếm được Thạch Lâm tiểu trấn. Không cho họ cơ hội. Bạch Kinh Tuyết cũng hiếu kỳ. Thành viên tinh anh của công hội ở gần Thạch Lâm tiểu trấn vượt quá 30 vạn người trong đó tinh hà liên minh có 7 vạn người, vệ thân chi xà kém hơn một chút, chỉ có 5 vạn tinh anh, cho dù hai công hội lớn bọn họ liên thủ, cũng không làm gì được những công hội còn lại, cho nên hiện tại tất cả công hội mới duy trì hòa bình ngắn ngủi này. Không ai muốn chọc ai. Nhưng khi một công hội động thủ công kích Thạch Lâm Tiểu Trấn, động tĩnh lớn như vậy, không thể ngồi yên mặc kệ, chấp tay dân Thạch Lâm Tiểu Trấn cho người ta được, đến lúc đó khẳng định sẽ hội hợp diệt công hội công kích Thạch Lâm Tiểu Trấn trước. Bởi vì như vậy, Tinh Hà Liên Minh người đông thế mạnh cũng không dám động thủ. Hiện tại Thạch Phong đột nhiên nói với nàng, có thể không cho công hội khác cơ hội, trực tiếp công chiếm Thạch Lâm tiểu trấn. Sao có thể như vậy được? Phải biết rằng NPC ở bên trong đều là cấp 55 và cấp 60, trong đó có cả NPC bậc 2, NPC bậc 2 cấp 60 là mạnh hơn đại lĩnh chủ cấp 30 nhiều, lại càng đừng nói là còn có đại thủ lĩnh Ceria, NPC bậc 2 cấp 60 cũng nắm giữ ma pháp hủy diệt cỡ lớn năm vạn thành viên tinh anh của vệ thân chi xà xông vào tuyệt đối là một hồi khổ chiến cuối cùng có thể đánh hạ thạch lâm tiểu trấn hay không cũng là vấn đề đúng không cho họ cơ hội thạch phong gật đầu đến lúc đó khi hành động tất cả mọi người chỉ cần mau chóng dọn dẹp npc trong trấn là được còn lại thì cứ giao cho ta đời trước thạch phong từng công chiếm rất nhiều trấn nhỏ nằm rất rõ quy trình công chiếm trấn nhỏ một công hội muốn triệt để nắm giữ một trấn nhỏ không phải một chuyện dễ dàng điểm thứ nhất muốn dọn dẹp tất cả npc trong trấn cho dù chỉ còn lại một npc cũng không được điểm thứ hai phải có được lệnh bài của npc trấn thủ trấn nhỏ hoàn thành hai chuyện này mới xem như là có quyền lực cao của trấn nhỏ cho nên muốn ở dưới tiền đề có rất nhiều người cạnh tranh có được một tòa trấn nhỏ là vô cùng khó đời trước cho dù sau khi quyết định phân phối lợi ích của thạch trảo sơn mạch Thạch Lâm Tiểu Trấn cũng không bị công hội nào công chiếm. Nhưng đời này lại hơi khác, hiện tại cao thủ của các công hội lớn còn có thành viên cấp 30 đều tập trung ở Thạch Trảo Sơn Mạch, mới có một chút cơ hội, hơn nửa thời gian rất gấp, chỉ có một tiếng, bởi vì tư Thạch Trảo Sơn Mạch chạy tới Thạch Lâm Tiểu Trấn cần thời gian hơn một tiếng, nếu có tọa kỵ chỉ cần nửa giờ. May mà cấp bậc của mọi người đều chưa đến cấp 40, mới có nhiều thời gian hơn. Chẳng lẽ ngươi muốn một mình ngăn cản tất cả công hội? Bạch Kinh Tuyết tắt tiếng rồi, hoàn toàn không tin Thạch Phong có thể làm được. Đó chính là hơn 25 vạn thành viên tinh anh của công hội, một người sao có thể chống đỡ được. Tất cả mọi người trong lều trại đều bị lời này của Thạch Phong khiến cho ngây đơ. Tuy mọi người sớm biết Thạch Phong rất điên cuồng, nhưng không ngờ lại điên cuồng như vậy. Thủy Sắc Sắc Vi và Hỏa Vũ ở bên cạnh cũng khiếp sợ không thôi, lập tức lộ ra nụ cười khổ, Tuy bọn họ không nghi ngờ Thạch Phong có thể đào tẩu trong tay 25 vạn người chơi tinh anh, nhưng ngăn cản 25 vạn người chơi tinh anh không cho bọn họ công kích Thạch Lâm Tiểu Trấn, nghĩ như thế nào cũng là thể, nhưng Thạch Phong cho đến hiện tại. Vẫn luôn là nói được thì làm được, bằng không sẽ không nói vậy. Một người ngăn cản 25 vạn thành viên tinh anh công hội. Chỉ là nghĩ một chút thôi đã khiến người ta cảm thấy sợn gai ốc rồi. Yên tâm đi, rất an toàn, có điều có thể thành công hay không, phải dựa vào tốc độ dọn dẹp ntc của các ngươi thạch phong nói rất chắc chắn sau đó thạch phong ra lệnh cho hỏa vũ và thủy sắc sắc phi hỏa vũ chỉ huy đoàn viên chủ lực thủy sắc sắc phi chỉ huy hắc thần quân đoàn về phần đám người bạch kinh tuyết thì vẫn đang do dự kinh tuyết thật sự điên cùng hắc viêm hội trưởng à triệu nguyệt như âm thầm hỏi nhỏ bạch kinh tuyết hít sâu một hơi trong hai mắt hiện ra một ti kiên định hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn tinh hà liên minh ngày càng cường đại mà chúng ta luôn bị công hội khác dây dưa cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị tinh hà liên minh bỏ xa đến lúc đó tình huống của vệ thân chi xà chúng ta càng bị động hơn sau đó bạch khinh tuyết cũng bắt đầu tổ chức người của công hội làm tốt chiến đấu chuẩn bị thạch phong không vội hành động đầu tiên là điều tra rõ tình huống của các công hội lớn nhất là thành viên đoàn chủ lực trước khi bắt đầu hành động Thạch Phong sử dụng hắc ám chi thư triệu hồi ra một con ác ma bậc 2, sau đó Thạch Phong lại đợi 3 tiếng triệu hồi ra con ác ma bậc 2 thứ hai. Hai ác ma bậc 2 cấp 35, đứng đó giống như hai tòa núi lớn. Ác ma bậc 2 là tương đương với quái lĩnh chủ, có hai quái vật lĩnh chủ cấp 35 trợ trận, chính là cổ vũ tương đối lớn. Không ngờ hắc viêm còn có thủ đoạn như vậy, chẳng trách dám nói một mình ngăn cản công hội khác. Bạch Kinh Tuyết nhìn hai ác ma bậc hai cường đại, lập tức giật mình. Nếu chỉ là ác ma bậc hai bình thường đối với một đoàn tinh anh trăm người mà nói thì đích xác có phiền toái không nhỏ, nhưng một ác ma bậc hai do người chơi khống chế, vậy thì đáng sợ hơn nhiều, đừng nói là đoàn tinh anh trăm người, cho dù là đoàn tinh anh ngàn người cũng có thể bị diệt, hai bên hợp lại, càng có thể phát huy ra hiệu quả gấp bội. Đích xác có thể tạo thành một số trở ngại đối với công hội khác. Ngay khi Linh Dực và vệ thân Chi Xà chuẩn bị hành động, các công hội lớn cũng nhận được tin tức các công hội lớn đều có mạng lưới tin tức của mình, khi phệ thân chi xà có nhiều người như vậy hành động, sao có thể thoát được tai mắt của các công hội lớn. Bạch Kinh Tuyết này quả thực là điên rồi, thực sự tin lời của Hắc Viêm, cho rằng Hắc Viêm là thần à, một mình có thể chống đỡ được 25 vạn đại quân. Tinh Hà vãn tích ở trong thạch trảo sơn mạch, sau khi nhận được tin tức không khỏi cười to. Lập tức phân phó xuống, chỉ cần người của phệ thân chi xà dám công chiếm thạch lâm tiểu trấn, nhắm chuẩn cơ hội công kích vệ thân chi xà cho ta. Không chỉ là tinh hà vãn tích nghĩ như vậy, hội trưởng của các công hội lớn nhận được tin tức cũng đều cảm thấy bạch kinh tuyết điên rồi, hắc viêm lại cuồng ngạo vô biên, thực sự coi thành viên tinh anh của những công hội lớn bọn họ là khúc gỗ, muốn sao thế nào thì giết à. 25 vạn người động thủ, chỉ là công kích tầm xa cũng có thể miễu sát một con lĩnh chủ cung cấp, huống chi là một người chơi, càng đừng nói một người chơi muốn ngăn cản công kích của 25 vạn người. Lập tức các công hội lớn của Thạch Lâm tiểu trấn đều nhao nhao hành động, làm tốt chuẩn bị đối chiến, chỉ chờ vệ thân chi xà và linh dực động thủ. Về phần đoàn chủ lực và thành viên từ cấp 30 trở lên của các công hội lớn đều ở lại Thạch Trảo Sơn mạch quét ma thủy tinh. Tin tức có được đúng là nhanh thật, có điều cũng tốt, nếu không hành động, ta còn thấy có chút phiền phức. Thạch Phong cười khẽ một tiếng, mở ra ngự không phi hành của Phong Chi Hoàng, hóa thành một đạo hắc ảnh đi tới vùng trời của Thạch Lâm tiểu trấn. Hắc viêm, đây là hắn muốn làm gì? Bạch Kinh Tuyết khó hiểu nói. Đừng nói Bạch Kinh Tuyết không rõ, ngay cả hỏa vũ và thủy sắc sắc vi cũng vậy, bởi vì Thạch Phong không tiết lộ nội dung chân chính của kế hoạch cho bất kỳ ai. Như vậy bắt đầu đi. Khóe miệng Thạch Phong hơi nhếch lên, lập tức thay Phong Chi Hoàng thành hỏa Chi Hoàng, dùng ra viêm linh phong bạo với đại bản doanh NPC của Thạch Lâm Tiểu Trấn. Đột nhiên lầu cao 3 tầng cao nhất trong Thạch Lâm Tiểu Trấn bắn ra hỏa quan ngút trời, một số người chơi đi qua lập tức bị đốt thành tro bụi, về phần NPC bên trong cũng bị thương tổn không nhẹ. Mà lầu cao 3 tầng bị hủy diệt trong nháy mắt, biến thành một mảng phế tích cháy đen. Tất cả mọi người quan vọng ở xa xa đều trợn tròn mắt. Không ngờ đơn thương độc mã đi công kích đại bản doanh NPC của Thạch Lâm Tiểu Trấn, quả thực là không muốn sống nữa rồi. Kẻ xâm nhập, ngươi dám khiêu khích Seriata, ta sẽ cho ngươi biết sự tức giận của Pháp Sư là đáng sợ tới mức nào. Trong phế tích, NPC bật hai Seria tóc trắng, mặt pháp bào màu đen nhìn về phía Thạch Phong, phẫn nộ quát phẫn nộ quát. Seria, đại thủ lĩnh, pháp sư, cấp 60, điểm sinh mệnh 550 vạn. Ngoài ra bên cạnh Seria còn có hai NPC khí thế bức người, phân biệt là nhị thủ lĩnh kiếm sư Lam và tam thủ lĩnh đại chiến sĩ Bác Đô. Lam, nhị thủ lĩnh, kiếm sư, cấp 60, điểm sinh mệnh 650 vạn. Bác Đô, tam thủ lĩnh, đại chiến sĩ, cấp 60, điểm sinh mệnh 700 vạn. Viêm linh phong bạo của Thạch Phong không tạo thành thương tổn gì đối với ba thủ lĩnh, chỉ làm mất 78 vạn điểm sinh mệnh, đối với mấy trăm vạn điểm sinh mệnh mà nói thì không tính là gì, nhưng đại bản doanh bị hủy diệt triệt để, mới là điều khiến ba thủ lĩnh thực sự phẫn nộ. Lúc này ba thủ lĩnh nhìn Thạch Phong, giống như có huyết hải thâm cừu. Thạch Phong cười cười, xoay người bay khỏi Thạch Lâm tiểu trấn không ai có thể đào tẩu trong tay chúng ta. Đám NPC Seria triệu hồi ra tọa kỵ, lao thẳng tới Thạch Phong. Tốc độ của có tọa kỵ là nhanh hơn rất nhiều so với không có tọa kỵ, cho dù Thạch Phong mở ra ngự không phi hành, cũng bị đuổi kịp rất nhanh. Không tốt, bọn họ tới rồi. Rất nhanh các công hội lớn đang quan vọng phát hiện không đúng, bởi vì nơi Thạch Phong bay tới chính là chỗ nghỉ ngơi của bọn họ. Thời gian duy trì của ngự không phi hành rất ngắn, chỉ có 24 giây, cự ly phi hành vừa hay khiến Thạch Phong hạ xuống chỗ đám người của các công hội lớn. Lúc này trong tay Seria đang chạy như điên ở trên ngựa viết ra từng đoạn chú văn, ngón tay búng một cái, lập tức trên bầu trời ngưng tụ ra mây đen đầy trời, lôi quang lấp lánh. Hóa thành tro bụi đi. Seria đang nghe truyện trên TV audio CV lộ ra nụ cười gằn, dùng ra ma pháp bật hai vạn lôi bào hao tới khu vực chỗ Thạch Phong. Thạch Phong nhìn cảnh tượng sấm chớp đùng đùng trên bầu trời, không nói hai lời mở ra ngự kiếm hồi thiên, trực tiếp lao về phía chỗ đông người nhất. Tuy ma pháp bậc hai vạn lôi bào hao không phải là ma pháp hủy diệt cỡ lớn thương tổn siêu cao, nhưng phạm vi lại rất rộng, bán kính bao phủ phạm vi 100 mét, lại thêm do pháp sư bậc hai ngâm sướng ra một cách hoàn chỉnh, cho dù là hắn cũng không đỡ được, không tránh được. Mau làm thịt hắc viêm. Sao cao tầng của các công hội lớn lại không biết tính toán của Thạch Phong, hoàn toàn là là muốn mượn đao giết người, có điều chỉ cần làm thịt được Thạch Phong, tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng thuộc tính của Thạch Phong căn bản là hơn xa trình độ của người chơi hiện tại, cho dù người mạnh nhất của các công hội lớn, trên thuộc tính cơ bản cũng không bằng Thạch Phong, hơn nữa ở trong đám người, mọi người dám công kích lung tung, nhất là công kích tầm xa, rất dễ ngộ thương người một nhà. Chỉ có cận chiến mới có thể tạo được một chút hiệu quả cầm chân, nhưng có mấy người chơi tinh anh có thể nhìn ra được hướng đi của Thạch Phong. Hơn nữa Thạch Phong còn rất gian, lao thẳng tới chỗ nghề nghiệp trị liệu. Mau sử dụng kỹ năng hạn chế, đã thương người một nhà cũng không sao. Cao tầng của công hội lập tức ra lệnh. Khi từng hệ ma pháp bắt đầu ngâm sướng ma pháp, mây đen trên bầu trời cũng đã ngưng tụ đến cực điểm, từng đạo lôi điện màu xanh từ trên trời hạ xuống, giống như tận thế, hoàn toàn biến thành thế giới lôi điện sau sấm chớp đùng đùng là vạn lại câu tỉnh. Tất cả mọi người nhìn mà ngây đơ. Phàm là người chơi trong khu vực lôi điện, trên đầu đều bắn ra hơn 5.000 điểm thương tổn, liên tục đánh xuống hơn 10 lần, cho dù em ti máu trâu nhất mở ra loại kỹ năng giữ mạng như tường thuẫn cũng bị đánh tới chết. Mà tốc độ của thạch phong cực nhanh, sau khi trúng mấy đợt lôi điện thì đã đã chạy ra khỏi phạm vi của vạn lôi bào hao. Nhưng người khác thì thảm rồi. Các công hội lớn vì đối phó linh dực và vệ thân chi xà, sớm đã bắt đầu chuẩn bị, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, mà chỗ Thạch Phong đặt chân vừa hay là trong đống người, phạm vi 100 m không có người sống, khắp nơi đều là vũ khí trang bị rơi ra. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, thân thể không khỏi rung lên. Đây là sự lợi hại của Pháp Sư NPC bậc 2 sao. Bạch Kinh Tuyết nhìn cả một khu vực người đông nghìn nghiệp đã thành một mảnh đất khô cằn, sắc mặt rất ngưng trọng lúc trước bạch kinh tuyết còn cảm thấy dựa vào năm vạn người chơi tinh anh nếu không bị công hội khác quấy rầy nói không chừng vẫn có thể công chiếm thạch lâm tiểu trấn nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này cho dù nhân số gấp mấy lần cũng không thể làm được tính sơ qua lúc trước ít nhất cũng chết 7-8 ngàn người đại thủ lĩnh ceria nhìn thấy thạch phong chưa chết hơn nữa còn không rụng lấy một sợi tóc hàng quang trong hai mắt càng sáng lại bắt đầu ngâm sướng ma pháp bậc hai mà hai vị thủ lĩnh bên cạnh cũng giết tới đám người, lao thẳng đến chỗ Thạch Phong, đối phó người chơi tinh anh cấp 28,29, căn bản chính là miễu sát. Hoàn toàn giống như máy xay thịt, cắn nuốt người chơi tinh anh của các công hội lớn. Thạch Phong vốn không ứng chiến, xoay người bỏ chạy, ở đâu nhiều người thì xông tới đó. Không chỉ có thể giảm bớt số lượng người chơi tinh anh, còn có thể khiến tinh anh cầm chân ba thủ lĩnh, cho hắn nhiều thời gian chạy thoát thân hơn. NPC bậc hai trí năng cao cấp 60 không phải là trò đùa, cho dù quái đại lĩnh chủ cấp 35 cũng chưa chắc đã là đối thủ, bằng không cũng không đến nổi tới tận giờ các công hội lớn vẫn không công chiếm được trấn nhỏ, bởi vì cái giá phải trả là quá lớn. Hắc viêm, ngươi muốn tất cả công hội chúng ta đều chết đúng không? Một người chơi cao tầng của công hội trợn trừng mắt, tức giận quát. Sự cường đại của ba thủ lĩnh, mọi người đã được kiến thức đầy đủ, nếu Thạch Phong cứ làm như vậy, tất cả công hội đều sẽ tổn thất thảm trọng. Những thành viên này không phải là thành viên bình thường, đều là trụ cột vững vàng của một công hội. Nếu bị tiêu diệt hơn một nửa sẽ khiến công hội tụt xuống không ít, càng đừng nói là bị làm thịt hơn nữa. Thậm chí là 3 phần 4, điều này đối với công hội mà nói căn bản là đã kích là có tính chất hủy diệt. Hắc phim, cho dù linh vực công hội các ngươi lợi hại tới mấy, đối nghịch với tất cả công hội ở đây đều sẽ không có kết cục tốt, lúc này dừng tay thương lượng, đừng có tự lầm. Nhìn thành viên công hội của mình lần lượt bị kích sát, cao tầng của các công hội lớn đều nghĩ hết biện pháp chặn đánh Thạch Phong, đáng tiếc là vô dụng, tốc độ của Thạch Phong quá nhanh, cao thủ công hội vẫn ở tích tận Thạch Trảo Sơn mạch, thành viên tinh anh căn bản ngay cả cầm chân cũng không làm được. Được, đừng nói là không cho cơ hội các ngươi, lập tức bảo hội trưởng của các ngươi lập khế ước, công hội của các ngươi không được dính dáng gì tới Thạch Lâm tiểu trấn nữa. Thạch Phong đáp lại. Hắc viêm ngươi đừng quá đáng nếu ngươi không dừng tay, đừng trách chúng ta lập tức đi đối phó thành viên của linh dực các ngươi. Bảo các công hội lớn từ bỏ tranh đoạt Thạch Lâm Tiểu Trấn, không cần đi báo cáo lên trên cũng biết là không có khả năng, nếu Thạch Lâm Tiểu Trấn bị linh dực và vệ thân chi xà chiếm giữ, ưu thế địa lợi thiên nhiên này, toàn bộ thạch trảo sơn mạch sớm muộn gì cũng sẽ thành vật trong túi bọn họ, cho nên tuyệt đối không thể đáp ứng. Hiện giờ các công hội lớn đều không dám đối phó ba thủ lĩnh, rất sợ di dời cừu hận. Về phần bảo tất cả mọi người phân tán tránh né, tuy có thể giảm bớt tổn thất trên diện rộng, có điều mọi người mà phân tán ra thì sẽ không còn uy hiếp với linh dực và phệ thân chi xà nữa. Nhưng nếu đối phó hơn 400 người của linh dực công hội thì vẫn không có bất kỳ vấn đề gì, cho dù Thạch Phong muốn ngăn cản cũng không cản được, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, không ai chiếm được lợi ích. Đúng là đáng tiếc, vậy ta cũng đành chịu thôi. Thạch Phong lại lao về phía một một tốt người khác. Ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cao tầng của các công hội lớn không ngờ Thạch Phong lại quyết đoán như vậy, căn bản không sợ lưỡng bại câu thương. Đúng vào lúc này, hội trưởng các công hội lớn ở tích tận Thạch Trảo Sơn Mạch cũng đều nhận được tin tức. Hắc viêm này đúng là người điên, đã dám khai chiến với tất cả công hội chúng ta, hắn đã muốn chơi, vậy chơi cùng hắn, bảo đại bộ phận thành viên phân tán ra đi cầm chân vệ thân chi xà và linh dực, một bộ phận nhỏ thành viên khởi xướng mảnh công, ta không tin hắc viêm dám dẫn ba thủ lĩnh tới trong nhà mình. Tinh Hà vãn kích cười lạnh lùng, lập tức phân phó. Tất cả mọi người ở thạch trảo sơn mạch rút lui, đều theo ta về thạch lâm tiểu trấn, lại liên hệ với hội trưởng của công hội khác, ta muốn khiến hắc viêm va bạch kinh tuyết biết, bọn họ làm như vậy chỉ là tự chịu diệt vong. Lúc trước Tinh Hà liên minh và vệ thân chi xà khiến tất cả công hội đều kiên kỵ, đều không liên thủ với hai công hội lớn Tinh Hà liên minh và Phệ thân chi xà, nhưng hiện tại thì khác rồi vệ thân chi xà chủ động gây chuyện cây cao gió cả hiện tại có thể liên thủ với công hội khác cùng đối phó vệ thân chi xà một phát tiêu diệt vệ thân chi xà thì không nói còn có thể khiến tinh hà liên minh có được cơ hội lớn giành lấy thạch lâm tiểu trấn bởi vì trong toàn bộ tinh nguyệt vương thành không có công hội nào có thể chống lại thế không phải tất cả đều do tinh hà liên minh bọn họ quyết định sao chỉ một thoáng hội trưởng của các công hội lớn quả nhiên đều trở thành đồng minh với tinh hà liên minh, cùng đối phó vệ thân chi xà và linh dực. Lập tức các công hội lớn trong thạch lâm tiểu trấn đều liên thủ với nhau, dựa theo đối sách của tinh hà Vãn tích, phân ra 7-8 vạn người vây quét vệ thân chi xà và linh dực, người khác toàn bộ đều phân tán cầm chân, khiến vệ thân chi xà căn bản không cơ hội đi đối phó thạch lâm tiểu trấn. Hắc viêm, hiện giờ ngươi hối hận cũng đã muộn rồi, hôm nay sẽ cho ngươi biết một chút, kết cục của khiến nhiều người tức giận. Cao tầng của các công hội lớn nhau nhau chỉ huy thành viên công hội của mình vây quét vệ thân chi xà và linh dực, cho dù ba thủ lĩnh có lợi hại tới mấy, nhưng người chơi quá phân tán, cho dù cho ba thủ lĩnh đi giết, cũng không chết bao nhiêu, đối với đại quân 25 vạn người mà nói, căn bản chính là không đáng kể. Mà hành động của các công hội lớn lập tức khiến cho vệ thân chi xà và linh dực lâm vào bị động. 25 vạn tinh anh muốn tiêu diệt 5 vạn tinh anh thì rất dễ dàng, càng đừng nói cao thủ của các công hội lớn đang trên đường trở về, đến lúc đó vệ thân chi xà và linh dược sẽ triệt để xong đời. Quả nhiên vẫn là liên thủ. Thạch Phong trao mày, lập tức lắc đầu bật cười. Đã muốn cá chết lưới rách, vậy ta cũng chỉ có thể cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vực sâu tuyệt vọng. Ba thủ lĩnh trấn thủ Thạch Lâm tiểu trấn không phải dễ đối phó như trong tưởng tượng. Thạch Lâm tiểu trấn cách Thạch Trảo Sơn mạch gần như vậy, trong đó lợi ích liên quan tới Thạch Trảo Sơn mạch lại lớn như vậy, sao Thạch Lâm tiểu trấn có thể đơn giản? Thủy Sắc lập tức dẫn dắt mọi người rời xa Thạch Lâm tiểu trấn. Thạch Phong nhỏ giọng nói: "Ta biết rồi." Thủy Sắc sắc vi sửng sốt, vốn nàng cho rằng Thạch Phong sẽ dùng ra đòn sát thủ của linh vực, không ngờ lại rút lui, từ bỏ Thạch Lâm tiểu trấn. Có điều Thạch Phong đã nói như vậy, thủy sắc sắc phi đành phải dẫn mọi người rút lui có trật tự. Mà bên Bạch Kinh Tuyết cũng vậy. Đối mặt với đại quân 25 vạn tinh Anh, toàn bộ tinh Nguyệt Vương quốc không có một công hội nào có thể chống lại, cứ cố chống đỡ, kết quả cuối cùng chỉ có đường chết. Kỳ thật cho dù giết được, đối diện cũng không tốt hơn là bao, tuyệt đối là kết quả lưỡng bại câu thương. Bởi vì thành viên đoàn chủ lực của Linh Dực đều đã đổi thành bảo thạch thuộc tính bậc 3, vốn trên trang bị đã dẫn trước cao thủ của công hội khác, càng đừng nói là thành viên tinh anh, hoàn toàn chính là nghiền ép, cộng thêm không có cao thủ của quân địch cầm chân. Thành viên đoàn chủ lực của Linh Dực giống như một thanh lợi kiếm, nơi đi qua đều không còn một ngọn cỏ. Từng đạo ma pháp đánh lên trên người ban cưu, khả nhạc, dịp vô miên đi đầu, căn bản là không đau không ngứa, công kích lợi hại nhất chỉ có thể tạo thành hơn ngàn điểm thương tổn, nhưng điểm sinh mệnh của những MT này đều vượt quá một vạn, huống chi tuyệt đại bộ phận công kích căn bản là không chạm tới được bọn họ, hàng sau chỉ cần trị liệu một chút là có thể giúp cho MT ở hàng đầu bảo trì đầy máu. Càng đừng nói còn có hai ác ma cận chiến bậc 2, điểm sinh mệnh đều hơn 300 vạn, dưới sự nắm giữ của Thạch Phong, giống như hai vị thần phá hoại, chuyên môn kích sát trị liệu trị liệu của đối phương, không ai có thể ngăn cản, cho dù công kích ác ma bậc 2, dưới sự khống chế của Thạch Phong, tuy không đạt được nắm giữ hoàn toàn, nhưng không có công kích của ai có thể chạm tới hai ác ma bậc 2. Ác ma bậc 2 cấp 35, trên thuộc tính cơ bản là hơn cả bản thân đều thạch phong, trên lực lượng thậm chí là mạnh hơn thạch phong toàn thân khảm bảo thạch lực lượng bậc 3 rất nhiều, sao người chơi bình thường có thể chạm vào được bọn họ. Trừ khi hỏa lực vô cùng dày đặc, không thể né tránh, mới sẽ phải chịu một chút thương tổn, nhưng dưới sự chữa thương của trị liệu ở hậu phương và khôi phục chiến đấu, rất nhanh là có thể khôi phục đầy máu. Dưới sự tàn sát của hai ác ma bậc 2 mỗi giây mỗi phút các công hội lớn đều có rất nhiều trị liệu chết đi. Chiến đấu mới chỉ kéo dài được vài phút, các công hội lớn đã tổn thất hơn 6-7 ngàn thành viên tinh Anh, không kể ít hơn 3 thủ lĩnh kích sát. Điều này khiến các công hội lớn thấy mà tim đau như bị dao cắt, công hội không có cao thủ xuất động, đối mặt với loại đoàn đội cao thủ này chính là bất đắc dĩ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các công hội lớn đều liều mạng bồi dưỡng cao thủ, điên cuồng tranh đoạt thạch trảo sơn mạch, cũng may tổn thất bên vệ thân chi xà không nhỏ. Chiến đấu đến bây giờ đã chết hơn 2.000 người, khiến các công hội lớn cảm thấy vui mừng không ít. Hai bên nhìn đồng bạn của mình lần lượt chết đi, cũng đều giết tới đỏ cả mắt, càng giết càng kịch liệt, giống như chiến trường viễn cổ. Người chơi hồng danh sống ở Thạch Lâm tiểu trấn xa xa đều choáng váng rồi. Người chơi chém giết khắp nơi, mỗi giây mỗi phút đều có người chơi bị giết, cho dù là người chơi cao thủ ở trong loại đại chiến này cũng lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Giết chóc của những người chơi hồng danh bọn họ so sánh với cái này, căn bản chính là gặp sư phụ, không đáng nhắc tới. Cái gì gọi là máu chảy thành sông, bọn họ trước kia chưa từng thấy, hiện tại lại được chính mắt nhìn thấy. Khi phệ thân chi xà và linh dực chậm rãi rút lui khỏi thạch lâm tiểu trấn, thạch phong cũng mở ra phong hành bộ, bóc nát quyển trục gia tốc, lao thẳng tới thạch lâm tiểu trấn, ba thủ lĩnh cũng theo sát phía sau. Ha ha ha, hắc phim này cuối cùng cũng sợ rồi, có điều hối hận thì đã muộn. Các huynh đệ, lên, tuyệt đối không thể để người của linh dực và vệ thân chi xà đào tẩu. Các thành viên công hội lớn do tinh hà liên minh làm chủ đều trở nên nhiệt tình mười phần, đuổi theo thành viên vệ thân chi xà và linh dực đang nuôi lại mà chém giết. Có điều theo trùng kích lưới bao vây, mọi người cuối cùng cũng được kiến thức sự cường đại của linh dực công hội chỉ 400 người mà thôi, lại dễ dàng phá được lưới vây của hơn vạn người. Một chiêu quan chi tinh thần của hắc tử hạ xuống, lập tức chết hơn 1.000 người, hỏa vũ xông vào trong đám người, giống như một con hung thú, chỉ là đoạn kiếm vung lên, người chơi đã bị đánh bay, va vào một đám người khác, càng đừng nói là nghề nghiệp loại hình lực lượng như khả nhạc, nhất đao thành phong. Khả nhạc chỉ dùng thuẫn bài va chạm, ước chừng 4 năm MT cấp 28, 29 bị đánh bay, trên đầu bắn ra hơn 1.000 điểm thương tổn, lập tức dùng ra thanh hỏa chi thuẫn, tạo thành 150% thương tổn đối với phạm vi 3x10m phía trước, khiến điểm sinh mệnh của một đống người chơi giảm đến hơn một nửa. Nhất đao thành phong vung thanh hỏa song nhận, chém người căn bản chính là một phát một người, thỉnh thoảng kích phát thanh hỏa loạn vũ khiến cho thành viên tinh anh của các công hội lớn chết cả mảng. Có điều nói đến năng lực quần sát thì mạnh nhất vẫn là thủy sắc sắc vi, không chỉ bản thân là pháo đài, còn có thanh hỏa chi tâm này, triệu hồi ra ba con thanh hỏa ô cấp tinh anh phụ trợ để đánh, tuy thanh hỏa ô chỉ là cấp tinh anh, cũng giống như thủy sắc sắc vi là cấp 30, nhưng lực công kích sẽ theo trí lực của thủy sắc sắc vi mà tăng thêm. Thủy sắc sắc vi mặc 6 trang bậc 1, lại thêm bảo thạch bậc 3, thuộc tính trí lực vượt quá 400 điểm, khiến mỗi một con thanh hỏa ô đều có thể so với tinh anh đặc thù. Nhưng thế vẫn chưa tính là gì, bởi vì chỗ lợi hại nhất của thanh hỏa ô không phải ở đây, mà là kỹ năng trưởng thành, chỉ sau một phút, có thể từ cấp tinh anh biến thành tinh anh đặc thù, sau 5 phút sẽ từ tinh anh đặc thù biến thành cấp đầu lĩnh, sau 10 phút, từ cấp đầu lĩnh biến thành cấp lĩnh chủ, chỉ cần trưởng thành đến 18 phút. Có thể biến thành lĩnh chủ cao cấp, chỉ cần 27 phút có thể biến thành đại lĩnh chủ. Cho dù thời gian duy trì của đại lĩnh chủ chỉ có 3 phút, nhưng ba con đại lĩnh chủ cấp 30, đủ để khiến quân đoàn tinh anh ngàn người cấp 30 toàn diệt. Lúc này chiến đấu đã vượt quá 18 phút, ba con thanh hỏa ô đã biến thành lĩnh chủ cao cấp, công kích có thể so với đại lĩnh chủ, trừ nghề nghiệp MT có thể kháng một chút, đổi thành nghề nghiệp khác thì khác đã chết ngay rồi. Sao linh dực công hội này lại có thể mạnh như vậy, chỉ một nhóm người, không ngờ lại giết hơn vạn người của chúng ta, đến bao giờ chúng ta mới giết được người của bọn họ. Các thành viên công hội lớn nhìn thấy sự đáng sợ của bọn hỏa vũ, trong nhất thời cũng không dám xông lên, rất sợ bị miễu sát. Trước kia mọi người chỉ nghe qua linh vực công hội rất mạnh, nhưng rốt cuộc là mạnh tới mức nào thì lại chưa được thấy, có điều hiện tại thành viên của các công hội lớn xem như đã được tận mắt chứng kiến rồi. Đại quân tinh anh hơn vạn người ở trước mặt những người này căn bản chính là tặng thức ăn. Một màn này khiến người của vệ thân chi xà đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là hơn 400 người đã giết cho thành viên của các công hội lớn phải sợ, không dám tùy tiện tới gần, chỉ là địch nhân thực sự quá đáng sợ, nhưng là đội hữu thì lại rất tin cậy. Rất dễ dàng khiến cho mọi người chạy ra khỏi lưới vây của các công hội lớn. Nhưng đối mặt với sự vây dết của hơn 20 vạn, cho dù là người của Linh Dực thì làm được cũng có hạn, thành viên của vệ thân chi xà từ 5 vạn đại quân lúc ban đầu đã giảm bớt không đến 3 vạn người, tiếp tục chiến đấu như vậy, sợ rằng đã toàn quân bị diệt rồi. Mà lúc này, toàn bộ thạch lâm tiểu trấn cũng bắt đầu đột nhiên sụp đổ, tất cả kiến trúc trong trấn đều nhao nhao đổ sập. Ở trung tâm của Thạch Lâm Tiểu Trấn nhô ra một tòa tháp nhọn to lớn, lúc này Thạch Phong đang đứng trên đỉnh tháp. Thế này rốt cuộc là sao? Động tĩnh to lớn lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người, hoặc là nói muốn không chú ý cũng khó, bởi vì tất cả mọi người đều cảm nhận được đại địa đang chấn động kịch liệt, giống như địa chấn cấp 7 vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại thủ lĩnh Syria nhìn chằm chằm Thạch Phong với vẻ hoảng sợ, có chút khẩn trương nói. Hai vị thủ lĩnh còn lại cũng nhao nhao dừng truy kích, nhìn chằm chằm Thạch Phong. Tháp nhọn này chính là bí mật lớn nhất của ba người bọn họ, không ngờ Thạch Phong lại biết, lập tức xông tới đại bản doanh khởi động tháp nhọn này. Đương nhiên là muốn chứng kiến một chút địa ngục thâm nguyên lâu rồi. Lúc này Thạch Phong cũng rất chật vật, vì phải tránh né cơ quan cạm bẫy trong đại bản doanh, còn né tránh sự đuổi giết của ba thủ lĩnh, hắn là dùng hết kỹ năng giữ mạng có thể sử dụng vất vả lắm mới tới được phương tiêm tháp ở nơi cấm kỵ lớn nhất trong phạm vi của tinh nguyệt vương thành. Nói xong thạch phong vung thâm nguyên giả, một kiếm chém nát thủy tinh cầu chói mắt trên phương tiêm tháp. Đừng! Ba thủ lĩnh lập tức kinh hãi, phát ra tiếng hét hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người chơi trong thạch lâm tiểu trấn nhìn thấy ba thủ lĩnh hoang mang như vậy, ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn về phía thạch phong trên tháp nhọn. Ba thủ lĩnh đều là NPC bậc 2 cấp 60, ở giai đoạn hiện tại có thể thoải mái miễu sát người chơi. Nhưng ba thủ lĩnh lợi hại như vậy không ngờ đều cảm thấy sợ hãi, sao không khiến người ta tò mò. Thạch Phong đánh nát thủy tinh cầu, lập tức đổi thất diệu chi giới thành không chi hoàng, dùng ra không gian di động rời khỏi Thạch Lâm Tiểu Trấn. Chỉ thấy trên vùng trời của toàn bộ Thạch Lâm Tiểu Trấn hiện ra một ma pháp trận ngũ trọng to lớn, bao phủ toàn bộ Thạch Lâm Tiểu Trấn. Lập tức khiến toàn bộ Thạch Lâm Tiểu Trấn đều rơi xuống mưa nguyên tố. Nguyên tố ma pháp nồng đậm quá, hiệu quả ma pháp của ta không ngờ không ngờ tăng lên gấp 2, đúng là quá sung sướng. Không ít người chơi hệ ma pháp trong trấn nhỏ đều trở nên hưng phấn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.